ô con cá này nó bự quá, hồi sáng mua con cá nó bự quá, mua nay là chủ nhật về cho mấy đứa nhỏ nó về nó nấu cháo cá cho nó ăn nè. Đó, con cá này nó mập quá chừng mập luôn, giờ bắt ăn cá nó mặn cá nè, nó cạo giải nha. Nó chài cá vô nè, cá nó nhớt á, cái chất chanh nó chua nè, chài vô nè, chài vô vậy là nó hết nhớt, cái mình dễ cắt dây cắt kỳ nó đó. Má mặn cá xong giờ má cắt là cá là bự quá, má cắt được 3 khúc để mình chiên sơ nó một cái, chiên sơ nó một cái xong cái mình nấu cháo nhừ, cái mình bỏ nó qua, đó, nhớt lên, đó, lên vô nó cháo cá lóc nè. Cá lóc này mập, cháo cá lóc này chút nữa mình nấu xong, chút nữa mình ăn với rau đắng là rất là ngon. Đắng là bỏ vô muối muối, rau gì cũng rửa muối vậy nè, ăn nó ăn toàn hơn. Rau đắng này coi ngon ghê không, non mướt luôn nè. Rửa lại nước muối nè, chút nữa mình rửa lại thêm nước hai nước nữa. Cắt vô là ăn thôi mà khỏi cần lặt luôn, mình rửa sạch vậy là ăn được ngon luôn. Đó. Thêm vô mấy lát thịt bò nữa. Ok liền. Cháo cá lúc nào mình nấu mình cũng nêm có hành vô vậy, cái nào cháo mình nó ngon, nó ngọt. Thấy cái màu nó đẹp nữa. Cái gốc đó thì mình để dài, cái lá thì mình sắc nhuyễn, gừng chút mình khèo với cá mình nấu cháo cá nè. Cá chút nó thơm, thơm cái mùi gừng dễ chịu lắm. Rồi, đây là đủ rồi. Gạo mình đi vo xong mình bắt lên mình nấu cháo cá lóc nè. Gạo này mình nấu nãy con cá lóc đó 8 lạng, bây giờ mình nấu nửa lon gạo thôi. Đây nước đủ rồi. Nấu cháo cá lóc đây. 10 phút là gạo sôi lên, cái mình chiên cá mình bỏ vô. Vô miếng dầu hành tím nè, tỏi băm nè, bỏ vô miếng mắc hèo cho nó thơm, bỏ cá vô nó lần xe cá một cái cho nó thơm đó. Bỏ cá vô cái là mình ăn sơ nó vậy. Rồi. Cháy quá, cháy quá. Rồi. Nãy
nãy giờ xong rồi, giờ thêm miếng nước mắm y nè, mắm y vô nữa cho nó đậm đà nữa, nó ngon nè. Để má bỏ thêm vô cái gốc hành nữa, bỏ vô cái gốc hành vô nữa là nó hoàn thành được cái nồi cháo cá. Lá mình bỏ cái gốc vô trước, còn cái lá mình sắc nhuyễn mình chút mình múc xong cái mình bỏ lên sau. Đó, hoàn thành rồi này. Đó, thấy rồi. Cá cái mình chiên sơ lại, cái cá mình nấu nó còn nguyên, ngon ghê không? Nè, nguyên hết, nó không có rã, mình không chiên cái là nó rã ra hết luôn á. Đó, thấy chưa, tới tao cho nồi cháo cá ngon ghê chưa. Đó, giờ má nêm thêm cá chín giờ mới ăn cháo ha. Đó, cháo cá nó nấu chín rồi, bỏ vô cháo cá mình phải ăn với rau đắng. Đó, mình làm như vậy, cục cục vậy nè, bỏ vô mình ăn với cháo cá. Múc cá cháo vô nè, cháo vô cho nó xèo xèo rau đắng đi. Rau đắng nó đắng đắng vậy chứ mình ăn cháo với cá lóc là không bao giờ nghe nó đắng luôn. Ăn nó nghe nó rất là ngon, nó giòn nó ngọt chứ không nghe nó đắng. Ngon lắm.